Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 2090 yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 năm nay. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết theo quy định để có vaccine nhanh nhất có thể. Trên cơ sở đó, hoàn thành việc tiêm cho trẻ trong quý 2, để đầu quý 3 trẻ em được đến trường học hè, và cuối quý 3 năm 2022, trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung, an toàn và hiệu quả. Để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hiện nay các địa phương đang rà soát, chuẩn bị nhân lực vật tư, sẵn sàng cho công tác tiêm chủng được bảo đảm an toàn và hiệu quả. Hiện còn khoảng trên 10 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine COVID-19. Nếu bao phủ được nhóm đối tượng này, thì chúng ta thực sự có miễn dịch cộng đồng để trở lại cuộc sống bình thường mới và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đặc biệt khi nhóm độ tuổi này đang sắp trở lại trường học. Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay đã có 400 nhân viên y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh xin nghỉ việc với lý do môi trường không phù hợp hoặc là thu nhập thấp. Dự kiến đầu tháng 4 này, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp và thông qua một số chính sách để có thể hỗ trợ cho nhân viên y tế. Trong năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 1.000 nhân viên y tế xin nghỉ việc. Trước sự việc này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế có giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa chính thức đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo sẵn sàng tâm thế, tâm lý, nhân lực, nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất thích hợp phù hợp để khi có đủ điều kiện sẽ cho học sinh bậc mầm non đi học trực tiếp. Sau khi học sinh khối tiểu học lớp 6 đi học thông suốt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến cha mẹ học sinh bậc mầm non để bảo đảm đồng thuận và nhất trí về chủ trương. Hiện cả nước đã có gần 97% học sinh trở lại trường học. Đối với khối mầm non thì hiện có 62 trên 63 địa phương cho các cháu đến trường, chỉ trừ Hà Nội là chưa cho phép. Việt Nam đã chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15 tháng 3. Cùng với đó là hàng loạt các dịch vụ khác cũng đã được phép hoạt động trở lại. Trước tình hình đó, thì nhiều ý kiến cho rằng chúng ta cần phải thay đổi và linh hoạt hơn trong việc thực hiện quy định 5K. Sau dịch, nhờ quy định 5K, số người dân đã hình thành những thói quen tốt về vệ sinh phòng bệnh. Các quy định về đeo khẩu trang, sát khuẩn tay là thói quen thực hiện ở bất cứ điều kiện nào đều phát huy tác dụng. Thậm chí, nếu không có đại dịch, việc đeo khẩu trang khi ra đường cũng vẫn rất tốt vì nó có thể giúp ngăn bụi, ngăn các yếu tố độc hại, ngăn lây lan các bệnh truyền nhiễm khác. Đây là những thói quen tốt người dân cần duy trì lâu dài. Phải nói là nó phát huy một giá trị trong một thời gian khá dài và nó cũng là một trong những phương án mà phải nói là giúp đất nước Việt Nam chúng ta kiềm chế được, không cho người là bệnh dịch tức là lan tràn bùng phát, và phải nói đấy cũng là những mục tiêu ta đạt được cái. Tuy nhiên là cái gì nó đấy nó cũng có phải là trong quá trình phát triển nó có sự thay đổi. Thế thì tôi nghĩ là tại sao lại có thể đầu tiên là chỉ thị 15, sau lại sang 16, sau lại 15, và tại sao bây giờ 128? Đấy là gì? Đấy là sự thích nghi với thực tiễn, đấy là sự phù hợp hoàn toàn với thực tiễn mà chính phủ đã làm được. Chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta có phương pháp, chúng ta có thuốc men, đặc biệt cái quan trọng nhất là cái tỷ lệ cái độ bao phủ của vaccine ấy, nó đã nhiều hơn rất nhiều. Cho nên bây giờ cái 5K chắc chắn có nhiều điểm nó đã bị lạc hậu và cần phải được thay đổi. Bên cạnh đó, có một số nội dung trong khuyến cáo 5K cần linh hoạt, chứ không phải bất kỳ chỗ nào, lúc nào cũng phải máy móc thực hiện. Trong đó cần phân biệt nguyên tắc nào là ưu tiên và nguyên tắc nào là hỗ trợ cho nhau, thực hiện tối đa, có thể được tùy theo công việc hoạt động. Cụ thể, các quy định về khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế chỉ nên khuyến khích người dân thực hiện thay vì bắt buộc. Riêng cái ca khoảng cách thì để các chị nghiên cứu cho nó phù hợp với thực tiễn. Cái này là sẽ chỉ có tốt lên thôi, chứ nếu không thì yêu cầu bắt buộc như thế, tôi nghĩ nó lại đẻ những hệ lụy khác. Thế tôi chỉ lấy ví dụ một cái lớp học thôi, 35 em chẳng hạn, quy định rồi bây giờ trẻ đẹp chỉ có 10 em thôi. Nếu giãn khoảng cách 2 mét, thế bây giờ còn các em khác sẽ thế nào? Cho nên trong sản xuất như thế, cho nên tôi đề nghị là các đồng chí nghiên cứu thế nào cho nó phù hợp. Hiện ở Hà Nội và một số địa phương, số ca mắc COVID-19 vẫn cao. Do đó, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân và chính quyền không nên chủ quan mà cần tăng cường kiểm soát rủi ro. Tùy tình huống cụ thể mà ưu tiên áp dụng ca phù hợp nhất, các ca còn lại bổ sung cho nhau với mục tiêu là làm giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng.